Em Đại Thanh gửi lời chào tới toàn thể anh em nhé. Trong clip này em sẽ giới thiệu một con hàng khủng của CAF, hàng nguyên hộp nha anh em nhé. Nguyên hộp em có bóc ra quay cho anh em. CAF có mã MAX 7200, nhưng thực ra con này nó là một con 7800. Con này công suất của nó là 1250W một cây và chuyên để đánh súp nhá. Nguồn này của nó là nguồn 20 phân này, cao size 3U này. Đấy, tụ của nó là tụ cao nhá. Đấy, 2468 tụ. Con này thì sò thì là nó 1 2 3 4 5 6 7 4 7 28 sò. Và thúc của bù áp. Đấy. Linh kiện của nó thì quá là chất lượng luôn. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Con này thì để đánh súp đơn hoặc anh em đánh súp kép. Con này nữa anh em súp đơn thì anh em dã mỗi một cây một quả. Còn anh em đánh súp kép thì anh em chập vào anh em dã một quả kép 50 càng đét luôn. Đấy. Phía sau thì các chế độ đánh vì đánh súp nên nó có các tần số luôn này. Đấy. Và con này là hỗ trợ chưa đánh súp này. Chế độ bright. Đấy. Đẩy này thì thanh lý nguyên hộp được, giá rất là hợp lý. Thực ra những con này chủ yếu công trình dự án người ta làm để lấy về. Còn CAF này, cái mã này đây này, mã 7800 này. Đấy. Đây này. Đấy. Con này thì bao ngon cho anh em luôn. Đấy, và giá em bán cho anh em 7,5 triệu bao ship nha. Và chi tiết anh em chủ động liên hệ với Đại Thanh nha để được hỗ trợ tốt nhất. Xin chào, hẹn gặp lại các bác nhé.